Thưa quý vị, và thí sinh đầu tiên mang số báo danh 389 xin được trân trọng giới thiệu Đỗ Bá Đạt. Thưa quý vị, với thương hiệu Matana và Noventi đã xuất khẩu đi rất nhiều quốc gia, mà như hồi nãy quý vị thấy khi Nam Vương Ryan của chúng ta đã mua trang phục này tận nước Ý, nhưng mà là của công ty NBC, tức là công ty mai nhà bè của chúng ta. Xin được giới thiệu phần trình diễn của thí sinh Tô Tiến Hải, 369. Phạm Thành Vũ, số báo danh 368. Mời quý vị cùng gặp gỡ với thí sinh tiếp theo mang số báo danh 178, Phạm Thành. Thí sinh Vũ Duy Hưng, số báo danh 079. Mời quý vị cùng gặp gỡ với thí sinh tiếp theo Lê Kiên Đình, số báo danh 099. Thí sinh Hà Trọng Tài, số báo danh 298. Và bây giờ là thí sinh Nguyễn Anh Tuấn, số báo danh 078. Thí sinh Lê Khôi Nguyên, số báo danh 299. Tiếp theo thí sinh Nguyễn Nhất Duy, số báo danh 038. Thí sinh Ngô Vĩ Đại, số báo danh 108. Thí sinh Nguyễn Tiến Dũng, số báo danh 089. Thí sinh Nguyễn Khắc Hoàng, số báo danh 008. Thí sinh Nguyễn An Hữu, số báo danh 039. Quỳnh Trường Thịnh, số báo danh 018. Thưa quý vị, Quỳnh Trường Thịnh cũng là thí sinh cuối cùng của chúng ta. Mời quý vị cùng gặp gỡ trở lại với 15 thí sinh của chúng tôi trong vòng thi trang phục và tiệc.
với hai thương hiệu Matana và Noventi để giúp cho tôn vinh vẻ lịch lãm của người đàn ông hiện đại.